có một vùng đất huyền thoại vốn bị ngủ quên, nay được đánh thức và bừng sáng bởi những bàn tay kiến tạo tài hoa. Nơi hội tụ linh thiêng của trời đất trong truyền thuyết Bãi Rồng, nơi kỳ quan thiên nhiên mọc lên giữa lòng biển, nơi từng là thương cảng sầm uất nhất của vùng Đông Nam Á, nơi tôn vinh những giá trị thịnh vượng và phồn hoa. Nơi vẻ đẹp kiến trúc tân cổ điển lãng mạn ẩn hiện dưới những khu vườn nhiệt đới xanh mát, với những tòa tháp nguy nga mang biểu tượng những cánh buồm thịnh vượng vươn khơi. Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, nơi di sản của đất trời hội tụ cùng tinh hoa thời đại, nằm ở vị trí đắc địa có 102, cách vịnh Hạ Long 30 km theo đường chim bay, cách cảng hàng không quốc tế Vân Đồn 5 km và cách bến cảng du thuyền cao cấp Ao Tiên 5 phút đi bộ. Crystal Holidays Harbor Vân Đồn do tập đoàn Everland và công ty du lịch Mai Quyền làm chủ đầu tư, được thiết kế bởi các kiến trúc sư nổi tiếng đến từ Mỹ và châu Âu, thi công bởi các nhà thầu uy tín hàng đầu Việt Nam. Một tổ hợp khách sạn cao cấp 5 sao được vận hành bởi tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới Centera Hotel and Resort, một thiên đường nghỉ dưỡng bên bờ vịnh Bái Tử Long, nơi du khách khởi đầu một ngày mới bằng việc ngắm bình minh trên biển, nhâm nhi tách cà phê và nhìn ngắm những hòn đảo nhấp nhô ẩn hiện trong sương mờ, lên đền trên những chiếc du thuyền 5 sao, hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên giữa trưa hè. Thưởng thức bữa tối tuyệt vời bên ly rượu vang đậm đà cùng các món hải sản nổi tiếng theo phong cách ẩm thực hoàng gia tại những nhà hàng Á Âu sang trọng, du khách cũng có thể dành thời gian trải nghiệm những dịch vụ độc đáo lần đầu có mặt tại nơi đây, như đánh golf trên mặt biển, ngồi trực thăng du ngoạn trên vịnh, lặn ngắm san hô dưới đáy biển, tản bộ dưới những khu rừng nguyên sinh trên đảo và tận hưởng những khoảnh khắc diệu kỳ. Những bữa tiệc âm thanh ánh sáng sôi động và những vũ điệu mê ly, thoải mái shopping tại các trung tâm mua sắm thời thượng, nơi quy tụ những thương hiệu thời trang nổi tiếng hàng đầu thế giới, hoặc thả mình dưới những làn nước trong xanh của bể bơi vô cực, bể bơi bốn mùa, thư giãn trong không gian tĩnh lặng của spa cao cấp, chăm chút cho làn da mịn màng và lắng nghe những thanh âm cảm xúc của cơ thể, tiếp thêm năng lượng cho một ngày mới để tự tin bước lên những diễn đàn, hội thảo tại trung tâm hội nghị quốc tế 5 sao, nơi các doanh nhân thành đạt chia sẻ những ý tưởng kinh doanh mới lạ, những câu chuyện thành công, và rồi lại trở về căn phòng ngập tràn ánh sáng, vui đùa cùng con trẻ, bên người mình thương yêu, tạm quên đi công việc và những lo toan thường ngày, tận hưởng từng khoảnh khắc trọn vẹn bên gia đình để cảm nhận giá trị đích thực của cuộc sống đẳng cấp và tinh hoa. Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, hội tụ tinh hoa bên bờ di sản.